Cà phê công nghệ, cái mục tiêu của chúng tôi là tạo một cái môi trường thuận lợi, thân thiện để cho các nhà khoa học giới thiệu các cái sáng chế, các cái nghiên cứu khoa học và các cái lĩnh vực mà trọng tâm các nhà khoa học đang theo đuổi để giới thiệu đến các doanh nghiệp. Và các doanh nghiệp thì cũng có thêm những cái hiểu biết mới về các nhà khoa học, và từ đó các nhà khoa học và doanh nghiệp có thể cùng nhau có thể thực hiện cả những cái chuyển giao công nghệ hoặc hợp tác đầu tư, hoặc là cùng nhau để đặt những cái đơn hàng về nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ, để làm sao mà mục tiêu là đưa những cái sáng tạo, những cái sáng chế và những cái đổi mới công nghệ được ứng dụng vào thực tiễn, tạo ra những cái sản phẩm và dịch vụ có ích cho người tiêu dùng, cho xã hội, và làm cho các sản phẩm của Việt Nam có thể vững vàng hơn, có thể nâng lên một cái tầm chất lượng mới, và không chỉ phục vụ người tiêu dùng Việt Nam mà còn xuất khẩu đến các thị trường lớn trên thế giới như Mỹ và châu Âu. Hôm nay là một buổi khởi đầu cũng khá là còn mới mẻ với tất cả mọi người. Tuy nhiên là tôi nhận thấy cái không khí của buổi hôm nay rất là thành công. Từ phía các nhà khoa học thì cũng đã trao đổi những cái nghiên cứu ban đầu của mình, có thể cũng chưa phải là những nghiên cứu được ưu tiên nhất, tuy nhiên là đã tạo ra một cái sự hấp dẫn, một cái sự hứng khởi cho các doanh nghiệp cũng như các nhà khoa học khác trong ở ngoài nước quan tâm. Và chúng tôi cũng đã nhận được những cái đề xuất của các nhà khoa học là đăng ký để tham gia trình diễn vào các cái buổi cà phê thứ bảy tuần tới và các tuần sau nữa. Và các doanh nghiệp thì hiện nay các hiệp hội cũng đang rất là tích cực để đưa cái thông tin của cà phê công nghệ sáng thứ bảy hàng tuần tại 24 Lý Thường Kiệt đến với các doanh nghiệp trong hiệp hội của mình. Và tôi thấy là hiện nay các cái nghiên cứu khoa học của các nhà khoa học cũng đã bắt được những cái hơi thở của cuộc sống và đã thấy được những cái khó khăn của doanh nghiệp và sẵn sàng cùng với doanh nghiệp để tháo gỡ những cái vướng mắc này để tạo ra những cái sản phẩm và dịch vụ tốt hơn cho người tiêu dùng. Và tôi rất là cảm động với tinh thần của các nhà khoa học và các doanh nghiệp ngày hôm nay. Một lần nữa thì chúc cho các nhà khoa học và các doanh nghiệp của Việt Nam thì sẽ tạo được một cái mối liên kết bền vững và tạo ra những cái sản phẩm có ích cho xã hội.